好味啊！即係喺香港咧，想揾呢啲味道食都好難噶，家板。我自我問啦，係一份要啊，喺越南一份要啊，含夠咪含過，即係你又係諗過，即係你又特別難啊，自己做自己食。Hôm nay ở nhà mình ai cũng đi làm hết rồi. Có một mình ở nhà. Mình kiếm cái gì á mà thường ngày không có được ăn. Bây giờ được ăn. Ngon lắm á. Mình xì sực còn hổ hổ mệt. Mình có nếm xíu xíu cái tản nè. Chín nè, chín. À, là bạc cú á. Là bạc cú á. Là bánh củ cải ha. Thì nó cũng giống như là bột chiên ở Việt Nam vậy đó. Hổ hổ mệt. Mình ăn nha các bạn. Ngọt sực là. Các bạn biết không? Cái dĩa này coi vậy chứ nó là hủ dị thầu à, hủ hủ dị thầu à. À, chứ là ăn cái dĩa này vô là hên đó các bạn nha. Tết rồi mình nói chuyện hên. Nè, à, rau ra là choi, choi là phát choi, là phát tài ha. Rồi cái gì? À, cái tảo á, mình chiên cho nó vàng vàng ha. Vàng vàng ha. Cắm ngành mụn ngút. Cắm ngành mụn ngút là vàng bạc đầy nhà ha. À, cái này giải thích rồi, quen thuộc rồi. Tết á, là bạc cú, cái gì cũng cú, thăng quan tiến chức, học hành giỏi giang ha, làm ăn phát tài, cái gì cũng cao hết, bù bù cú xính, thăng quan tiến chức á ha. Còn cái ớt nè là hùng hoành toán thầu ha, là một năm rực rỡ luôn á, đỏ tươi ha, hùng hoành toán thầu, một năm rực rỡ, huy hoàng rực rỡ. Và ăn một cái dĩa bình thường đơn sơ như thế này mà nói hả gì thầu kệ nó, Tết mà mình phải nói những cái gì đó may mắn hay các bạn, nói cái gì đó những cái gì đó vui, những cái gì đó may mắn, những cái gì đó hên ha. Hữu gì thầu là số 1 là tài giáp. Hôm nay mình đi chùa ha các bạn, đi giếng Quan Âm, hồi bài cuốn nhắm là giếng Quan Âm. Nơi đây đây là phong cảnh rất là đẹp nè, hổ lan hỏi kiện nha, phong cảnh biển, có chiếc máy bay nó bay luôn. Hay à, ngọ khí cầu. Sánh thảy hữu hổ làng có kính cho hệ hổ làng cả sở gì ra à cuốn nhắm hại ní tụ đó chào hân hỏi đó chào khi cầu phịnh ngon cho hệ à cầu chúc tài cá bình an đó, mọi việc đều suôn sẻ đó, sùn sùn lì lì đó. À, nếu có hàng hỏi cuốn giấm, hàng hỏi cuốn giấm, hay là hàng hỏi cuốn giấm. Những cái lan lan sản. Cảm nhật thì sạch đấy, thiên nhiên hữu diệt à, hữu sai à. Và hay ngõ tôi chật thì ngồi thù. Nếu tôi hay hỏi liền à, hữu lan kè hỏi lắm. Hay là các bạn, biển sóng dạt dào lòn bánh lọn lầu, a à, mình nhớ tới bài hát lọn bánh lọn lầu màn ly thâu thống con xuôi quỳnh bạch dầu thu chân liễu say cánh xì hoàn cho thâu thâu giấc phiên chiều lầu xì hi xì sầu. Cái bài hát Bến Thượng Hải á các bạn ha. Thì phong cảnh biển cái khu này thì cũng gần nhà mình nhưng mà phải đổi xe mới đi tới đây được. Nhiều chuyến xe kìa. Cảm nhật cô coi tôi phán cung à. Ngọ coi lưỡi thùng mài ngọ lụ cung tôi phán cung, ngọ mũ phán cung. Sở dĩ ngọ hồi cuốn nhắm miễu bài sẵn hồi bài giáp bài cuốn giấm à, cầu hạ phúc phình phình ngon ngon bình an dồi dào sức khỏe sánh thảy kiên hôn.
biển nè các bạn. Wow, những cơn sóng biển dạt dào, biển sóng dạt dào. Biển sóng là những cơn sóng là lòn ha các bạn, lòn. Lòn là những cơn sóng à. Cát à. Cát là xá ha các bạn, để mình đi xuống dưới đây. Mình đi xuống dưới đây. Biển. Wow. Sóng biển. Wow. Thích biển ghê luôn. Ủa chú Nghi hỏi ca. Có đôi lúc rảnh rỗi đi ngắm biển, tâm hồn cũng thoải mái hơn ha các bạn. Nhưng mà mình ít có thời gian để đi ngắm cái này, đi ngắm cái nọ. Biển là to. Có đôi lúc với các bạn, trong cái cuộc sống á, thì niềm vui là do chúng ta tự tạo ra các bạn. Niềm vui là mình phải tự tạo cho mình niềm vui. Thì có lúc á, không có ai bên cạnh á, thì mệt thì mình nghỉ ngơi, thảnh thang thì mình đi đây đi đó, đi dạo đi chơi. Nếu như mà mình cảm thấy thích thì mình cứ làm hết các bạn. Niềm vui đơn giản là như thế thôi. Những bó hoa hồng xinh xắn như thế này á các bạn. Mùi quay phá những bó hoa hồng xinh xắn như thế này đó, thì nó giá nó cũng cao, giá từ khoảng 98 đồng cho tới 688 đồng. Những bó hoa bự như thế này á là 688 đồng. Những cái cọng hoa nhỏ có một bông á là 98 đồng. 98 đồng là cẩu sập bạc mánh 98 đồng. Còn những cái bó hoa lớn á là 688, có những cái 588 chứ ụm bạc sập bạc. Thì người Hồng Kông người ta thích số 8 ha các bạn, người ta rất là thích số 8. Bởi vì số 8 nó có âm thanh là bạc. Bạc là phát, phát là phát tài, là phát đạt. Hoa vào dịp Tết bán đắt lắm các bạn. Với lại là vào những ngày như là đặc biệt như là ngày 14 tháng 2 ha, thì rất là nhiều người mua hoa để tặng cho người yêu ha. Hôm qua mình mùng 5 đó có đi dạo một vòng chợ, thì thấy trái cây. Có những trái cây mà cần mua thì không còn nữa các bạn. Với lại giá nó cũng mắc. Thí dụ như bình thường đó, mình mua xá thoảng cách là những cái trái quýt nho nhỏ ngọt đó, là 20 đồng 4 bòn ha, 20 đồng 4 bòn. Bây giờ đó, hôm nay đó, 20 đồng 2 bòn cho nên mắc ha. Và những cái trái cây như là nhập khẩu như nho này nọ đó là cũng không có để mua luôn á. Mình thích ăn mấy cái bánh này nè các bạn. Bánh của Nhật Bản nè, màu vàng coi. Là bánh gì? Này là bánh dẻo nè. Mình thích ăn mấy cái bánh dẻo nè. Bánh in dẻo nè. Trong đây nó có nhân nè. Có nhân ha. Không biết nhân gì nữa, để mình ăn thử coi. Mình thích ăn cái bánh mềm mềm này, y như mấy bà già không có răng vậy đó. Không không này, vừa đẹp mà vừa ngon nữa ha. Cái mấy người Nhật Bản người ta bao rất là đẹp ha, nhìn là thấy muốn ăn liền luôn á. Ăn thêm cái màu xanh, màu hồng này coi. Nó có bánh dẻo, nó có trí mà, là có mè ha, mè là trí mà. Thú hổn này vậy, hổ háo. Ăn cái bánh màu xanh. Mấy cái bánh dẻo này là
người ta cũng gọi là cú hết các bạn. Cũng không mẹ những cái những coi mấy tẩu hay lưỡi biển hồng tẩu diện cú à, diện cú á các bạn, là bánh dẻo á, là diện cú. Thử không này. Rồi xong rồi uống ly trà, uống ly trà, uống ly trà ấm. Cắm cho muộn chút là muộn chút chứ hay à, mãn nguyện à, muộn chút có nghĩa là mãn nguyện, ăn những cái món ăn mà mình thích là mãn nguyện ha các bạn. Muộn chút à, sực tí dạ chị kỹ chúng gì kìa, sực tí dạ chị kỹ chúng gì cái có nghĩa là ăn những món ăn mà mình thích đó. Chào cẩm co hủ muộn chút có cái cảm giác rất là gì, rất là mãn nguyện. Muộn chút mình để dành mời ăn tiếp. Thánh nhật choi sực tình nhân chết pha lọ, tình nhân chết pha lọ, ngày tình yêu vui vẻ các bạn nhé. Hoa hồng đại biểu cho tình yêu, mùi quay phá đại biểu ngôi ngôi sự nguyện hằng, yêu là vĩnh hằng. Yeah. Chúc tất cả tình nhân chiết vui vẻ. Ngày tình yêu vui vẻ. Vui vẻ. Yeah. Yeah. Ây da, nếu cha phá thì ngồi luôn cuốn mãi xong bị ngọt rồi. Vì sao khơi qua giờ lại mặt rồi, lấy thấy hả? Nếu rồi lại mặt khơi xong bị ngọt rồi, khơi qua xình sáng xình tôi. Wow, lấy thấy hả? Khơi kiên tủ rồi cổng cô hủ lan cái mà. Xình sáng xình tôi. À, xình sáng xình tôi. Nếu có hài xình nhận chịt kè, mặt tón lù cái lại mặt của cái này là quà của mình đó các bạn. Nãy không? Ấy nó có tên là Hùng Tẩu Niền Cú Pháy. Lãng kiền là hai cục khang, lãng kiền là hai cục. Nhiêu tiền? Sập dách mánh. Chạy xịn sáng xịn tươi. Sập dách mánh. 11 đồng hả các bạn? Mình thấy người ta các bạn nhận một bó hoa thiệt là bự luôn á, tài tài. Kè mùi quay phá la, hủ tài chạc kè mùi quay phá la, à, bó hoa hồng rất là to luôn đó, hủ tài chạc mùi quay phá. Rồi những cái món hoa rất là đắt giá, hủ quay trùng kè lại mạch la, hủ quay trùng kè lại mạch là những món hoa đắt giá đó. Mình nói vậy đó các bạn, à, mình thì chỉ có được bông hoa hồng nho nhỏ. Chứ hay tắc giá chí phá, giá chím hùng xích mùi quay phá là một bông hồng đỏ với lại là hai cái bánh mặt tón lộ, mặt tón nộ, hai cái bánh mặt tón lộ. Cái ông xã mình nói làm sao biết không các bạn? Nói vậy nè. Mặt hính trình gì trùng. Ở lũ cúng hòa đó, mặt hính trình gì trùng. Có nghĩa là những cái quà cáp á, thì xem nhẹ thôi, tình nghĩa mới là xem trọng. Thì mạch là lạy, mạch là quà, hính là nhẹ ha các bạn, hính là hán là nhẹ, mạch hính là những cái món quà cáp thì xem nhẹ thôi. Trình gì có nghĩa là tình nghĩa, trọng có nghĩa là nặng hay là xem trọng ha. Cùng nhau đọc lại.
物輕情意重，物輕情意重，có nghĩa là hòa cáp thì xem nhẹ thôi, tình nghĩa mới là xem trọng. Mặt hến trình gì chụp, yeah. Chúng ta giờ học tủ dắt cười rồi. Mà ba cẩm này tú sực á, hoa bị dắt pha liền sực á, để sáng mà lùi lối sực á. Không có không ăn đâu. Có ngon thảy hả? Cảm ơn mất giang nha. Ừ. À, có niềm cú, cái này là niềm cú nghiến nghiến ngành ngành, nó giống như bột vậy đó. Đi cái hàng chị kìa, tiền ăn chị tiên nhở. Ôi, hủ thiềm mà thiềm chỉ ngọt, thiềm 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 mặt mặt à. Ngọt ngào à, thiềm thiềm mặt mặt à. Ngọt ngọt ngào ngào. Ăn cho phì phì bạc bạc luôn. Ăn cho mập luôn.